Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu có 3 mẫu xe đạp đua Check One Series 1.1, một dòng xe đạp đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng và đẳng cấp trên toàn thế giới. Các bác mà chơi xe lâu năm thì có thể chắc chắn là phải biết đến cái thương hiệu này, thương hiệu của Mỹ và đã cực kỳ là nổi tiếng rồi, không phải bàn với cái thương hiệu nữa. Thì xe thì được sử dụng bộ chuyển động Shimano Classic bánh 700C khung nhôm. Hôm nay về chiếc xe tông màu trắng. Tông màu trắng cực kìa đẹp, rất là thể thao. Logo Check này. Thiết kế khung vuông, rất là cơ bắp. Khung nhôm được sử dụng bộ nhôm Alpha, dòng nhôm sản xuất riêng cho thương hiệu xe Check. Dòng công nghệ nhôm Alpha có chứng chỉ UCI các bác nhé, cái chứng chỉ chung, cái chứng chỉ chung của hiệp hội đua xe để được sử dụng xe để sử dụng cho giải đấu đấy. Được trang bị bộ chuyển động full Shimano Classic với 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tầng lít. Đây là gạt đĩa cũng là Classic bác nhá, nhưng mà bị mất cái logo ở đây. Nó vẫn là gạt Classic. Đây, full một bộ chuyển động Shimano Classic 8 tầng lít và 2 tầng đĩa. Cho xe có 16 tốc độ khác nhau. Do là xe đã qua quá trình sử dụng tại thị trường nước ngoài và là nhập khẩu về nên là nó xuất hiện những cái vết xước ở trên khung. Xước nhỏ, xước năm không thể tránh khỏi. Còn tổng thể xe thì còn giữ cái độ mới đó tương đối là tốt. Nước sơn các thứ là còn khá là bóng bẩy. Đấy, cùng phanh 3 mảnh. Phanh 3 mảnh, bánh nguyên bản Bontrager các bác nhé. Nguyên zin luôn. Bontrager bánh 700C. Lên đến phần ghi đông thì chiếc xe được trang bị bộ tay lắc. Tay lắc Shimano Classic đây, 8 xe buýt tương ứng với 8 tầng lip. Cái này double là 2 tầng đĩa đấy, cho xe có 16 tốc độ khác nhau. Thành bánh mayo trên cũng nguyên bản luôn nhá. Mayo nguyên zin đấy. Các bác nào mà sử dụng xe Check thường xuyên thì rất quen thuộc với cái mayo này. Mayo nguyên zin theo xe. Đó, thành bánh cũng thế. Lốp ốp cũng nguyên zin luôn. Đây, các bác nhìn Bontrager này. Bontrager và vân lốp tương đối là nhiều các bác nhé. Chỗ cũ ở đây cũng rất là ít thôi. Giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 là duy nhất. Từ khóa yên tới tâm cổ phút là 52 cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng 1m65 đến 1m75 đi là phù hợp. Full bộ chuyển động Shimano Classic 8 lít 2 đĩa. Chiếc xe này bán bên em mức giá là 10.800.000 bao ship toàn quốc thì tất cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe.
Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác mà nó lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.